này mới đẹp dữ nè. Hồng môn màu đỏ. Nhớ ra rồi, lâu rồi không có sống đời. Cổng này tên gì ta? Cái này đẹp. Dương sĩ. Hình như cây dương sĩ hay gì. Đẹp quá. Cây này cây thiệt á, không phải cây giả. Cây thiệt. Ở cây này cây gì đây? Chậu đa đại phúc. Cây đa đại phúc. Ngộ quá, lần đầu tiên thấy cái cây đa đại phúc luôn á. Lần đầu tiên mình thấy cây này. Đa đại phúc hả? Cây này trầu bà nè. Cái này ở quê mình nhóc. Kim tiền nè. Có bông hoa quá trời, bông hoa đẹp. Một chậu 60.000, chậu sống đời đơn 110.000, chậu hoa cúc đó là 56.000, chậu này 56.000 nè, cái nhà cũng đẹp nè. Còn này là chậu gì đây? Cái này đọc không được, Cali Mel hả? Cái này cũng hoa mà giống hoa cúc mini quá à, mà viết chữ nước ngoài đọc không được. Chậu này 60.000. Chậu này. Cái hoa này là sống đời đơn 110.000. Mấy cái chậu này là 110.000. Đó 110.000 chứ 130.000. Chậu nhỏ nhỏ này 55.000. Sống đời trung 55.000. Hoa siêu thị Nhật Bản, siêu thị Aeon Mall Bình Tân nha cả nhà ơi, mọi người ơi. Cái này mới đúng là dương sĩ nè, dương sĩ nè. Cây này ở ngoài quê có đống, nó mọc có đống, có làng đây vô làm chậu bonsai luôn. Hoa bán luôn 50.000 một chậu. 50.000 cây nè. Cây xanh non luôn. Chậu này 30.000 nè. Chậu sống đời mini 30.000. Xấu quá. Chậu 30.000 nó nhỏ xíu mà bông hoa nó cũng xấu nữa cả nhà. Tiền nào của đó. Có mấy bông mà nó xấu lắm nha. Bông hoa kìa, bông hoa cúng, hoa chân, hoa cúng gì đẹp quá trời. Hoa trong siêu thị Nhật này á cả nhà, người ta có kinh nghiệm mua lâu, người ta về ta hay chân mấy cái cô gì mà hay chân bông á, mua hoa trong này nghe nói không biết ta để thuốc gì mà về chân tươi được lâu lắm á. Hoa trong đây á, tươi được lâu lắm, không có giống như là hoa mua ở ngoài chợ. Hoa mua ở ngoài chợ về nó nhanh hư lắm, nhanh tàn lắm. Còn hoa ở đây á, nó có tẩm thuốc gì không? Mà có mấy cái cô á,
Mấy cái cô đó ta nói hoa ở trong đây á, nó tươi được lâu lắm, để được lâu á. Mấy cái hoa mà mày mua về cúng chân nè đó. Chưa có làm nữa, chị còn làm đây hả? Đó, gặp mấy người cũ hồi xưa làm đây. Giờ đi ra gì cả nhà ơi, 10 giờ rồi. Đi ra 10 giờ rồi. 10 giờ là cái bắt đầu cái khu chỗ mà đồ mua đồ khuyến mãi, đồ ăn uống, mấy chỗ mà bán gà, bán đồ ăn ở đây á, đông nghẹt à. Dịch bệnh, dịch biết gì chứ nó cũng đông nữa, lại người ta bu, người ta lựa đồ á, đồ khuyến mãi á, giảm giá đó, nó đồ giảm giá, cái nhiều cái giảm giá mà cũng mắc gần chết luôn á, có giảm được nhiều đâu. Quay ba cái đồ giảm giá này cả nhà. Giảm giá gì mà cái cánh gà còn 26 ngàn 27 ngàn luôn á.